Này các bạn, kiểm đếm những chú vịt ngộ nghĩnh này đi. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những chú vịt này trước. Mình cũng vậy. Này, có 5 chú vịt nhỏ cho 5 người bạn nhỏ. Nhìn kìa, vịt mẹ ôm gọn chúng trong vòng tay. Tớ biết, hãy theo vịt mẹ và giúp cô ấy tiếp tục đếm 5 con vịt nhỏ của mình nhé. Ý kiến hay, vậy sẽ vui lắm. Vịt nhanh năm chư chung bơi một ngày, vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, chỉ 4 chú về với mẹ mà thôi. 1 2 3 4. Này, chú vịt thứ 5 nó đi đâu vậy nhỉ? Tớ không có ý kiến, nhưng tớ sẽ tìm cậu ấy. Ý hay đấy Nico, chúng tớ sẽ trông chừng 4 chú vịt còn lại. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu? Mẹ chúng chẳng tìm ra. Vịt nhớ bông chư chung bơi một ngày, vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, còn 3 em chúng nó quay trở về. 1 2 3. Ôi chao! Ôi trời, con vịt thứ 4 đã đi đâu rồi? Cô ấy vừa ở đây mà. Được rồi các bạn, tớ sẽ đi tìm cô ấy. Được đấy Wendy, chúc may mắn. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Vịt nhớ ba chú chung bơi một ngày, vịt bay đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, còn 2 em chúng nó quay trở về. 1 2 2. Ai biết? Ôi không, lại nữa rồi, con vịt thứ 3 đã chạy đi đâu rồi? Tớ sẽ mang cậu ấy trở lại. Đi đi má. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu mà chúng chẳng tìm ra. Vịt nhỏ hai chú đi bộ đường dài, vịt đi chơi xa chúng quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, và bọn em thôi một chú vịt trở về. 1 1 1. Chạy tốt hơn á. Này cậu, bây giờ con vịt thứ 2 cũng chạy mất rồi. Tớ sẽ tìm cô ấy. Nathan, cậu chờ ở đây nhé. Đồng ý. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Chỉ còn một chú vịt con. Vịt mẹ đừng lo lắng nhé. Tôi chắc chắn các bạn của tôi sẽ tìm ra chúng và tất cả họ sẽ sớm quay trở lại. Vịt nhỏ một chú chú đi một ngày, vịt đi chơi xa chúng quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, và 5 chú vịt cùng nhau trở về. 1 2 3 4 5. Tất cả vịt đã trở về, hoan hô. Vịt con tất cả chúng quay trở về, nhìn xem đi lắc lư nhảy đều. Mẹ kêu to quát 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 quát, mẹ mừng vui khi các con trở về. Tất cả 5 chú vịt con và 5 người bạn nhỏ cuối cùng cũng về nhà. Vâng, nhưng có vẻ như vịt mẹ tội nghiệp cần chợp mắt một chút. Chào mừng đến với buổi tiệc trái cây hàng năm của Bom Buddies, mang đến cho bạn bởi chúng tôi những loại trái cây dễ thương. Đúng rồi các chàng trai cô gái, mỗi năm một lần tất cả chúng ta đều gặp nhau và ăn mặc như những gì chúng ta yêu thích. Bạn đã đoán ra quả. Xem đây, tôi là quà chuối này. Tôi sắc vàng tươi và thật vui ăn vào thức ăn tuyệt vời của khỉ này. Tớ thật sự ngon bằng hơi. Để tớ kết trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta. Trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Xin chào, tôi là một quả cam. Tôi đây trên một cây cam này. Người ta uống tôi gọi là nước cam này. Vitamin C mình có đủ. Vì vậy tôi là quả táo này. Chất xơ nếu ta cần thì tôi đây này. Xanh với đó tôi màu sắc này. Tôi đây được nước cùng chiếc bánh. Để tôi kết trái cây cho nghe nào bạn
ơi, trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta, trái cây thật đầy, trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi, oh yeah. Một tô trái cây rất ngon và dễ thương. Các bạn tới đây là qua bên này, có khi xem tôi như là rau, nhưng không, tôi đây giống như một loại trái cây, hay trong thân tôi như cục đá. Xin chào, ta là quả dưa này. Tớ đây xong ôm mì nhiệt đời rất tuyệt. Tớ có kiểu tóc gai nhọn xinh đẹp. Bạn ăn tôi từng miếng thôi. Để ta kể trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta, trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bần tới trái cây rất ngon và dễ thương. Bần tới trái cây rất ngon và dễ thương. Bần tới trái cây rất ngon và dễ thương. Được rồi Wendy, ngồi trước TV vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải hoàn thành một số công việc nha. Nhưng mẹ, con không muốn đâu. Bây giờ đừng tranh luận với mẹ Wendy, tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Mẹ muốn con đến trường học thôi, mẹ muốn con làm sạch hồ bơi. Con buộc phải tuân theo quy tắc và làm tất cả, nghe không? Con không muốn đi đến trường đâu, hồ bơi con không muốn dọn đâu. Con không muốn làm theo quy tắc, con chỉ muốn chơi thôi. Wendy, đừng nghịch ngợm như vậy. Nhưng mẹ, mẹ luôn nói với con rằng chúng ta phải nói làm ơn khi chúng ta muốn điều gì đó được thực hiện. Cố gắng lên nhé Wendy, mẹ là mẹ của con nên con luôn phải làm như mẹ nói. Mẹ muốn con dọn phòng của con, mẹ muốn con sử dụng chổi này, hoàn thành nó mặt không nhăn nhó. Hãy làm việc đó nghe chưa? Con không muốn dọn phòng của con không muốn sử dụng chổi này, con không muốn dừng ngay nhăn nhó, con chỉ muốn chơi thôi. Đến lúc làm bài tập, con chẳng muốn đâu. Đi ngủ thôi, con chẳng muốn đâu. Ăn rau đi, con chẳng muốn đâu. Xếp vườn zin đi, con chẳng muốn đâu. Đọc quyển sách, con chẳng muốn đâu. Làm cho tốt, con chẳng muốn đâu. Chà răng nhé, con chẳng muốn đâu. Giờ đi ngủ đi. Con chỉ không muốn làm, con không muốn mình ăn rau đâu. Con không muốn quần jean con xếp, con chỉ muốn được xem TV, và con chỉ muốn ở không. Ok, điều này đang trở nên ngớ ngẩn, mẹ sẽ làm gì với con đây? Mẹ biết rồi. Mẹ muốn con ăn một ít bánh, mẹ muốn con luôn tỉnh táo nè, có niềm vui ngồi xem TV. Làm ơn làm nó đi con. Chẳng muốn đâu ăn vài cái bánh, con chẳng muốn phải thức giấc đâu. Con chẳng muốn được xem TV, con chỉ muốn ở không thôi. Này mẹ, mẹ lừa con, những cái cuối cùng là những gì con muốn làm. À, điều đó quá tệ phải không? Lẽ ra con nên lắng nghe. Và có lẽ làm như con đã nói là rất khó. Dạ đúng rồi mẹ, con xin lỗi, con muốn trở nên tốt. Đó mới là con gái của mẹ. À, một con nhện. Tránh xa đi ông nhện. Wow, chuyện gì xảy ra vậy Caro? Những con nhện thật đáng sợ. Không, chúng không, chúng không thể làm tổn thương bạn. Chúng chỉ nhỏ bé và bạn lớn hơn rất nhiều. Nhưng chúng thật đáng sợ. Không, chúng rất thân thiện và chúng luôn đứng dậy khi bị ngã. Hãy xem này. Nhìn Insy Winsy Chu nó leo lên cái vòi, và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từ cơn mưa rào. Và nhìn Insy Winsy Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Insy Winsy này, nhìn Insy Winsy này, leo cao nào Insy này, leo cao nào Insy này. tôi không biết.
trông vẫn hơi ma quá đối với mình. Không, anh ấy chỉ đang làm việc của mình. Nhìn Insy Winsy Chu nó leo lên cửa chuồng, và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống sàn. Mặt trời soi sáng hong khô từng cơn mưa rào vặn. Nhìn Insy Winsy Chu ta lại leo cửa chuồng. Nhìn Insy Winsy này, nhìn Insy Winsy này, leo cao nào Insy này, leo cao nào Insy này. Tôi đoán anh ấy thật dễ thương. Chắc là vậy. Và anh ấy tiếp tục leo lên. Nhìn Insy Winsy Chu nó leo lên cái cây, và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống đây. Mặt trời soi sáng hong khô từng cơn mưa rào và nhìn Insy Winsy Chu ta lại leo cây rồi. Nhìn Insy Winsy này, nhìn Insy Winsy này, leo cao nào Insy này, leo cao nào Insy này. Nhìn Insy Winsy Chu nó leo lên cây vòi, và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hong khô từng cơn mưa rào và nhìn Insy Winsy Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Insy Winsy này, nhìn Insy Winsy này, leo cao nào Insy này, leo cao nào Insy này. Bạn nói đúng Nico, những con nhện thật tuyệt vời. Đúng vậy, và Insy là người bạn tám chân rất yêu thích của mình. Này các bạn, hãy chơi Johnny Johnny Vân Papa. Mình sẽ là Papa và các bạn là những đứa trẻ nhé. Nghe vui đấy. Được vậy đi. Johnny Johnny Vân Papa, bé cúp cua 03A, chơi lớp học 03A. Nhanh đi bé ơi. Ha ha ha. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Được rồi Nico, giờ bạn là cậu bé, hiểu rồi ba. Johnny Johnny Vâng Papa, bé không vâng lời 03A, nói dối nghe 03A, luôn tốt bé ơi. Ha ha ha. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Yay, tuyệt vời. Wow. Lần này cả hai người cùng nhau thế nào? Được rồi, Nico sẽ là anh trai. Tuyết, mình luôn muốn là một anh trai. Yeah. Johnny Johnny Vâng Papa, tên nhà với anh con 03A, lấy bánh của anh con 03A, luôn là bạn. Vâng thưa ba. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Johnny, chào Johnny, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Chào Papa, chào Papa, chào chào. Johnny Johnny Vâng Papa, phá phách anh trai 03A, lấy hết đồ chơi 03A, luôn là bạn. Vâng thưa ba. Tuyệt vời. Này các bạn nói gì hôm nay chúng ta đi phiêu lưu phải không? Ừ, đi công viên hoặc sở thú. Nathan, cậu có thể yêu cầu mẹ đưa chúng ta đi. Mình không biết nữa các bạn, hôm nay mẹ có vẻ rất bận. Thôi nào Nathan, bọn mình muốn đi chơi. Được rồi, mình sẽ cố. Mẹ ơi! Chúng con muốn đi chơi mẹ này. Không bé ơi, chúng con chơi slam được không đấy? Không không nào. Kẹo bánh chúng con ăn nhiều, chẳng có cho. Đi mà mẹ, chúng con có thể không? Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Ồ các cậu, mẹ mình không bao giờ cho chúng ta đi bất cứ đâu. Này, có lẽ mình có thể thử hỏi và xem điều đó có giúp ích được không. Ý kiến hay, chúc may mắn.
bài tập con chẳng buông làm. Không bé ơi, ăn thật nhiều món tráng miệng ngon. Không không nào, chúng con muốn chơi bowling. Chẳng có cho, thậm chí là đi dạo. Mẹ nói không. Không 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 mà đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà đã nói bé không 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 là không. Chẳng còn hy vọng gì. Chờ đã, để mình thử. Mẹ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và dễ thương của mình. Ở đây không có gì. Chúng con xem phim nha mẹ. Không bé ơi, có thể u sinh tô này. Không không nào, ngu qua đêm thế nào. Chẳng có cho, chơi lang thang bên ngoài nhé. Mẹ nói không. Kem thì thế nào mẹ. Nà à, đi chơi với đội bóng đá của con. Không, chúng con thức khuya được không. Không đời nào. Đi ra ngoài công viên và chơi. Không 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 mà. Không 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 mà đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà đã nói bé không 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 là không. Rồi, mình đoán mọi thứ đã an bài. Không có cuộc phiêu lưu ngày hôm nay cho các bạn. Ồ, các con, mẹ đã hoàn thành công việc của mình. Món kem đó thì sao? Thật ước, tuyệt vời. Cảm ơn mẹ. Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc chúng. Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Bé Peter xôn môi rồi đây. Đôi má hồng tươi. Nhìn bé muốn ngu ngay bây giờ. Trông yêu ớt làm sao. Ôi em Suzy baby ho. Đôi mắt thì ngưa. Muốn giúp bé ngay thôi.
làm cho em bé nhân khỏe. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con ngày vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Bé Suzy bé sốt rồi đây, ô phải làm sao? Miên giang đây ôi chao lạnh, ở đây vì em. Bụng cô bé Peter đau rồi, đáng thương làm sao? Uống thuốc nhé bé chớ sợ gì, và nghe chúng ta ca hát. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Đôi khi chúng ta ôm chút thôi mà, tồi tệ lắm thay, xung quanh mang với gia đình kề bên, những lúc ta luôn cần, đừng có buông thế bé này. Mẹ ơi, có vẻ như hai em bé đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Ừ, đúng rồi Wendy, con thấy các em bé nhỏ có sự khác biệt lớn như thế nào khi các em cảm thấy bị bệnh rồi đó. Dạ, đó là liều thuốc tốt nhất. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Sẽ sẵn sàng giúp ta. Bạn của tôi có vết thương, chúng tôi ở đây giúp bạn. Bạn của tôi có vết thương, chẳng có sao. Bạn của tôi có vết thương, chúng tôi chăm sóc cho bạn. Chúng tôi sẽ luôn bên bạn. Các bạn hơn, trời đau, ôi thật đau quá, tớ cảm thấy không được vui. Bạn của tôi có vết thương, chúng tôi ở đây giúp bạn. Bạn của tôi có vết thương, chẳng có sao. Bạn của tôi có vết thương, chúng tôi chăm sóc cho bạn. Chúng tôi sẽ luôn bên bạn. Bạn hơi qua mình qua đây, tớ đã té ngã và đầu đau tay. Ôi trời đau, ôi thật đau quá, tớ cảm thấy không được vui. Bạn đừng có lo, bạn đừng khóc, bạn bè sẽ sẵn sàng giúp ta. Bạn của tôi có vết thương, chúng tôi ở đây giúp bạn. Bạn của tôi có vết thương, chẳng có sao. Bạn của tôi có vết chăm sóc cho bạn, chúng tôi luôn bên bạn mà, chúng tôi luôn bên bạn bè. Ha
Này, có chuyện gì vậy Nathan? Tại sao hôm nay bạn lại im lặng vậy? À, một vài bạn trong trường trêu chọc mình. Họ gọi tớ là Humpty Dumpty. Bạn biết đó, đôi khi tớ hay ngã khi đá bóng. À, đừng lo lắng Nathan, chúng tớ sẽ đỡ bạn khi ngã. Đó là điều mà bạn bè nên làm. Ha ha ha, bạn an tâm, chúng tớ sẽ cổ vũ bạn. Các bạn trong trường sẽ nói gì nhỉ? Nào, hãy để tôi hát cho bạn nghe. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, ngồi cùng vua cha và quân lính của ông. Humpty không thể ở trên tường này nữa đâu. Nathan tội nghiệp, điều đó thật không hay. Nào, nâng cầm cậu ấy lên, tôi biết làm thế nào để bài hát này làm bạn vui hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đừng rời mặt thôi. Woohoo, ha ha. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đừng rời mà thôi. Ôi cảm ơn Caron, bạn thật ngọt ngào. Chúng ta là bạn bè, những người đàn ông, chúng tớ luôn theo sau bạn. Đúng đó. Đừng nghe các bạn ở trường, chúng tớ yêu bạn như chính bạn. Bây giờ hãy để mình hát cho bạn nghe nhé. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, mọi người đồng lòng, chàng trai và cô gái nâng Humpty lên cùng với tiếng vỗ tay. Giờ tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ tất cả hãy cùng hát với nhau và đừng quên, chúng tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhiều bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhờ bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Này các cậu, ai muốn đi bơi nào? Yay! Chuyện gì vậy Nathan? À là vậy nè, mình không biết bơi. Đừng lo mà, bọn mình có thể dạy cậu. Ừ, đi thôi. Bạn học bơi đi nhé, học bơi bơi bơi. Và bạn ơi hãy nhớ điều trước tiên đây, bạn cần lắng nghe mọi thứ, học nhiều quy tắc. Rất vui khi đến trường học bơi. Bơi lội mình chơi, bơi lội ô bơi này, bơi thì rất tuyệt nha. Yeah, yeah. Wow, tôi không thể chờ để có thể bơi được giống các bạn. Wow, dừng lại Nathan. Đầu tiên bạn phải chắc là bạn được an toàn. Nào bạn hãy nào dang đôi tay và chung giúp bạn nổi thật lâu lâu lâu. Và hồ bơi quanh đó nổi ở trên đây, và đó là cách an toàn bạn ơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Bơi lội ô bơi này, bơi thì rất tuyệt nha. Giờ sẵn sàng để bơi bơi bơi, và bạn hãy nhớ lấy thật chậm thôi. Bàn chân bé ta bắt đầu đá, sẽ sớm thôi, bơi thật dễ dàng. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Thật là vui quá. Gì tiếp theo? Giờ bạn cần di chuyển cánh tay của bạn, bạn sẽ bơi ngay lập tức. Vung tay của bạn đó và bay bay bay, làm như con chim nhỏ cậu bay lên cao. Bạn sẽ thấy tâm thần đang di chuyển. Chúng ta hát bơi lội bài ca. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi
bơi được rồi đây là cá bơi bơi. Và điều mình mong ước, mình mong mong mong, mình thật lòng mong ước không kết thúc. Bơi thật là tốt bạn mình ơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Bơi lội ô bơi này, bơi thì rất tuyệt nha. Được rồi hai con, đến lúc đi tắm rồi. Tin đi, con có thể giúp mẹ chuẩn bị cho hai em tắm được không? Chắc rồi, thôi nào các em, đi tắm thật là vui lắm đó, để chị chỉ cho các em. Tắm rồi là lúc thích ghê, là lúc chúng ta vui đùa. Đến đây ta bọc bóng đi, thân trong bé đi bé đi bé, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm thật sạch bé ơi, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm thật sạch bé ơi. Con nghĩ mẹ sẽ làm việc này. Hẹn gặp lại các em, tắm rất là vui. Làm tốt lắm Wendy, giờ hãy làm cho các em sạch sẽ hơn. Tắm rồi là lúc thích ghê, là lúc giúp cho ta sạch. Hãy cha xà phòng khắp nơi, làm cho đến khi sang sạch. Làm sạch tóc bằng xà phòng, ta bột đi xà với nước, giữ gìn đôi mắt của ta có thể đau làm bạn khóc. Cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm thật sạch bé ơi. Tắm rồi là lúc thích ghê, cùng chơi với cao su vịt. Rửa sạch đồ chơi chúng ta, rửa đi bé xe của mình. Bọc biển chung giúp sạch hơn, rửa sạch đi bạn ơi làm đi, rửa thật sạch không quên nha, xả một lần thêm lần hai. Cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm thật sạch bé ơi. Cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm đi bé đi bé, cha rửa tâm thật sạch bé ơi. Mẹ ơi, chúng ta đã làm tất cả chúng đều sạch sẽ và thơm tho. Không thể làm được nếu không có con Wendy. Bây giờ thử thách tiếp theo là đưa những cặp song sinh nghịch ngợm này lên giường. Ôi cậu bé, con chưa nghĩ đến điều đó. Mẹ, mẹ ơi. Ôi không bên đi, chuyện gì vậy? Cục cưng tội nghiệp của mẹ. Dạ. Nào bé con. Ô con yêu, không phải con cũng. Ôi thật đau mà bé con ta đập vô đầu. Ôi thật đau mà hãy đưa bé ngay vô giường. Ôi thật đau mà. Ôi thật đau mà con có một vết thương. Tội nghiệp con. Vết thương này chúng ta làm đứng đau mình nhẹ nhàng. Ồ không, đến với mẹ nào con yêu. Chỉ biết đau này, đau này. Ôi
vết thương này chúng ta làm đớn đau mình nhẹ nhàng. Ồ không, mẹ cũng bị đau. Ôi mẹ đau rồi, ngón cái mông đau rất nhiều. Đau thật đau mà mẹ thật là trẻ con. Nỗi đau sẽ không còn. Thương mẹ quá. Ồ, mẹ không sao. Mẹ có bác sĩ Vindy và một vài y tá sinh đôi giúp mẹ cảm thấy tốt hơn đó. Đúng rồi.